33 ngày thất tình. Nhà sản xuất Đặng Hoa Đào, đạo diễn Lưu Khải, biên kịch Trương Lôi, với sự tham gia của các diễn viên Diêu Địch trong vai Hoàng Tiểu Tiên, Trương Mặc trong vai Dương Nhất Dương, Trương Bác trong vai Lục Nhiên, Thẩm Gia Ni trong vai Phùng Gia Kỳ, Phùng Lôi trong vai Dương Kính Minh, Hoàng Nghệ Hinh trong vai Quảng Đông Tử, Diệp Thiên Văn trong vai Si, Trần Hy trong vai Tiểu Hoa, Trần Diệt Phi trong vai Ngụy Y Nhiên, Phan Chi Lâm trong vai Lý Khả, cùng một số diễn viên khác. Tập 25. Tôi ở bên cạnh Lục Nhiên, đôi khi tôi lại thay ảnh xuống bếp để nấu cơm. Đối với chuyện bếp núc, tôi luôn tuân thủ nguyên tắc tình cảm, nhưng tôi nấu rất dở. Cái này là giỏ bưởi. Tối hôm đó Lục Nhiên đã ăn hết tô mì. Tôi đã nhân lúc ảnh không chú ý để uống nước lèo. Mùi vị đó kinh khủng tới không thể tả nổi. Cho nên em nghĩ bỏ thêm giỏ bưởi vào tô mì làm tăng màu sắc, anh thấy sao? Có lý. Có ngon không? Kể từ đó tôi đã từ bỏ công thức sáng tạo của tôi. Tôi đã làm theo đúng công thức nấu ăn. Tôi thực hiện từng bước như đang làm thí nghiệm. Tôi nấu ăn ngày càng ngon. Tôi cũng hiểu thế nào là vừa phải và cho ít lại. Thỉnh thoảng vài món tôi làm, khi ăn vào lại có mùi vị như quán lề đường. Nhưng mà người luôn ăn thử. Đừng chơi nữa. Cậu chơi kiểu gì vậy? Mọi thứ trong căn nhà này, kể cả tôi, đều đang chứa đựng một mùi vị. Đó là sự cô đơn. Dương Nhất Dương, được rồi, vào nhà đi. Ít ra cũng có thể chia tiền cơm. Nhà cô không có nuôi thú cưng, nhưng tại sao tôi nghe thấy mùi phân mèo vậy? Thật đó.
Sao anh biết tôi không có nuôi thú cưng? Kìa, hơn 100 con đó. Dám. Được rồi, đừng nhìn nữa, anh không thấy đâu. Tụi nó ngại. Khi nào anh ngủ thì tụi nó mới ra chào hỏi anh. Tiểu Dương, uống nước ấm rồi đắp mền luôn đi. Kể chuyện đi. Sao? Sam Sam cô nương làm cái gì? Trước khi tôi kể chuyện, tôi có thể mượn nhà vệ sinh được không? Bởi vì kể chuyện này sẽ phải thử thách bằng quan của tôi. Tôi mắc lắm rồi, được chứ? Anh đi đi, cảm ơn. Hoàng Tiểu Điên, nhà vệ sinh không có cửa à? Không có, làm như anh mới tới lần đầu vậy. Vậy tôi làm sao tiểu? Lỡ cô nghe thấy thì tôi phải làm sao? Vậy thì tôi cũng bó tay. Tôi là một người thích tự do. Tôi không thích giải quyết vấn đề cá nhân trong không gian kín. Cô chú ở đâu ra vậy hả? Như vậy thì làm sao tôi tiểu? Tới lúc thử chức năng thận của anh rồi. Chức năng thận của tôi rất tốt. Không đi nữa, tôi nín. Không đi à? Không. Thôi đi. Em là áng mây đẹp nhất trong lòng anh. Rót rượu ngon để giữ chân em. Giữ chân em. Anh mãi hát bài ca dao tuyệt vời này. Đó là phong thái của một bầu trời tuyệt đẹp. Xong rồi hả? Lúc nãy cô có nghe thấy tiếng gì không? Nghe thấy anh hát. Tuy là hơi lạc tông. Tôi thấy chuyện này rất nghiêm trọng, phải điều trị. Anh ở trong nhà của một giáo viên âm nhạc. Chẳng lẽ Sam Sam chia tay anh vì chuyện này sao? Thôi đi, anh bị lạc tông trầm trọng luôn hả? Cô thật quá đáng, ngày mai tôi sẽ gắn cửa cho cô. Nhà tù còn nhân đạo hơn cô nữa. Dương hèn hạ, đừng đánh trống lảng nữa. Anh mau nói lý do tại sao anh và Sam Sam chia tay đi. Nếu câu chuyện của anh không đủ khiến tôi quyết định cho anh ở lại, tôi lập tức cắt một trái thận của anh, coi như là phí dọn phòng. Được rồi. Chuyện thất tình của tôi là một phiên bản tràn đầy drama của phim Rashomon. Chào mọi người. Được gặp lại mối tình đầu của mình, hơn nữa còn tiếp nối tình duyên, thì có thể xem là kết thúc tuyệt vời trong phim tình cảm. Ban đầu tôi cũng nghĩ như các biên kịch khác, nhưng sau này tôi phát hiện hình như tôi đã bước vào một thế giới thứ ba. Tôi không thể bước vào thế giới của cổ. Cổ cũng không thể bước vào thế giới của tôi. Cho nên lúc nãy cô bạn gái của cô tôi nói đúng. Tình cảm chống vánh của chúng tôi chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi cảm thấy đây không phải là một câu chuyện tình bình thường. Nó giống một trò chơi nuôi dưỡng, nhưng bị lỗi ở phần tính cách nhân vật. Đã mười mấy năm rồi, chúng tôi không còn như lúc trước nữa. Lần này gặp lại, tôi thì nghĩ cuối cùng tôi cũng qua ải. Nhưng cổ lại nghĩ lúc trước tôi có điểm rất cao, tại sao lại bỏ cuộc chơi sớm như vậy? Cho nên tôi có bị thất tình cũng không thấy mất mặt. Cứ coi như tôi đang cống hiến cho khoa học. Tôi dùng kinh nghiệm của mình để nhắc nhở mọi người. Trên đời này không có máy dược thời gian. Cho dù có cũng đừng có ngồi lên. Bởi vì con người khác đồ vật, mọi thứ đều đã thay đổi. Không còn khiến bạn dao động nữa. Tôi nói xong rồi. Cô bắt tôi phải kể. Kể xong rồi cô ngồi im re. Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Phải, thất tình đẳng cấp thấp như cô làm sao hiểu thất tình đẳng cấp cao như tôi? Cô biết không, chuyện của cô giống như bị ăn trộm, còn chuyện của tôi là âm thầm giết người. Cô không hiểu đâu, nó rất phức tạp. Tôi buồn ngủ rồi, cô trải ra giường cho tôi đi. Tôi ngủ ở đâu đây? Trải giường. Ba cái đó anh chọn cái nào? Tôi là khách, hơn nữa còn bị bệnh xương khớp, mà cô cho tôi ngủ sofa à? Bị xương khớp hả? Phải, đưa tôi coi, đau đó. Hâm mộ anh quá. Nhưng dưới đầu của tôi có cái móc câu, ngủ trên sofa sẽ làm rách ghế. Ngủ đi. Tôi không giành giường với cô, phép vua thua lệ làng mà. Nè, gối nằm. Cảm ơn nha. Tôi còn bị bệnh mộng du nữa. Nếu cô tỉnh lại thấy tôi nằm kế thì cô cứ khều tôi dậy, đừng đánh tôi. Tốt quá, tôi cũng bị mộng du. Tôi thường mơ thấy mình ở trong một ruộng dưa hấu. Nếu sợ thấy cái gì tròn tròn, tôi sẽ gõ thử coi nó chín chưa. Nếu chín rồi thì tôi vào bếp lấy dao và... Ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm, cút đi sớm. Cô lo mà gắn cửa nhà vệ sinh đi kìa. Sáng nay cô chiếm nhà vệ sinh hết nửa tiếng, đã dậy còn đuổi tôi ra ngoài hành lang. Lúc đó tôi chỉ mặc mỗi cái quần ngủ, tôi run lẩy bẩy ngoài hành lang. Lòng tự trọng của tôi đã bị cô xúc phạm nghiêm trọng. Anh dọn tới nhà tôi ở ké thì còn giữ tự trọng làm gì? Không thấy nặng hả? Muốn nhà vệ sinh có cửa hả? Tự tìm nhà đi. Cô đối xử với tôi như vậy, cô không sợ có ngày bị tôi trả thù lại sao? Sáng sớm anh không đói bụng sao? Sao mà có sức nói nhiều quá vậy? Anh bị bệnh tăng động hả? Hoàng Tiểu Tiên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lợi ích khi có bạn cùng trọ. Có bỏ thuốc không? Lục Nhiên, Giai Kỳ, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau. Có những chuyện anh không thể làm được, em đừng ép anh nữa, được chứ? Sắp xếp xong hết chưa? Hay là vậy đi, tất cả chúng ta đóng giả làm khách tham gia. Thử xem hôm nay sẽ xảy ra tình huống gì, mọi người thấy sao? Người cùng công ty hẹn hò với nhau có cảm giác giống như loạn luân. Đúng rồi, chúng ta phải lường trước, lỡ như ngày mai trong số khách mời có người bị cà lâm như Tiểu Khoa thì chúng ta phải cho họ gấp đôi thời gian, đúng không? 8 phút, còn chưa đủ anh ta duỗi thẳng lưỡi. Cuộc hẹn 8 phút. Cuộc hẹn 8 phút bắt đầu. Cici, trước giờ chúng ta không có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Đây là một cơ hội tốt.
Đây là lý do tại sao tôi có thể tiếp tục ở lại công ty. Hôm khác chúng ta hẹn gặp mặt ở một nơi ngoài công ty đi. Tôi có thể dạy cô chơi yo-yo. Chơi yo-yo phải dùng lực ném. Cô chơi 2 tuần là sẽ nắm được bí quyết thôi. Mới 20 giây. Cô nghĩ một người đàn ông giống như tôi thì có sức cạnh tranh ở thị trường này không? Cô suy nghĩ thử đi. Nếu cô trẻ hơn 2-3 tuổi, 4-5 tuổi đi, cô có thể thích người như tôi không? Nếu bắt buộc phải nhìn anh thì phải cho tôi thêm 800 phút tôi mới có thể nhìn ra ưu điểm của anh. Bởi vì hiện tại tôi không nhìn thấy. Để tôi quan sát thêm. Hay là cô kể chuyện hồi cấp 3 của cô đi. Toàn là những ký ức thê thảm. Lúc đó tôi phát triển rất nhanh. Mọi người kêu tôi là bé bò sữa. Dương Nhất Dương, anh cũng nghĩ vậy hả? Tôi thấy bò sữa rất dễ thương. Thật không? Có trắng có đen, màu sắc rất là đẹp. Anh kể về anh đi. Cứ coi chúng ta đang hẹn hò đi. Được thôi. Tôi tên Dương Nhất Dương, bề ngoài bình thường, chiều cao bình thường, tính cách bình thường, công việc cũng bình thường. Tôi không có xe, không có nhà. Bây giờ tôi đang sống ở nhà mối tình đầu. Hả? Tại sao anh lại sống ở nhà mối tình đầu? Hay là nhà của cô? Đổi vị trí. CC, sau này cô đi quán bar, có thể rủ tôi đi chung không? Tôi đang luyện một chiêu gọi là cú lắc, lắc hông điện tử. Rất quyến rũ. Cô nhớ rủ tôi nha. Tiểu Tiên, ngày mai chúng ta muốn thêm bảo vệ đi. Lỡ như có mấy tên biến thái dùng lời nói quấy rối các cô gái như vậy thì sao? Đúng rồi, phải có bảo vệ. Ngày mai mọi người nhớ kêu bảo vệ nữa nha. Gặp mặt trong 8 phút hẹn hò. Chẳng khác nào trông giàu may mắn. Nếu đã để ý hoặc không để ý nhau, dù có 9-10 phút thì cũng vô dụng. Lỡ họ nhìn lầm thì sao? Đa số những người tới tham gia không phải vì yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chủ yếu là vì công việc bận rộn, không có thời gian quen bạn mới, cho nên mới dùng các sự kiện như vậy để kết bạn. Cho dù là bạn nhậu, bạn ăn cơm đều được. Chuyện này không giống thời của dì. Hai người đang nói gì vậy? Nói vui vẻ quá. Ông già, ông lại đây để bắt kịp xu hướng nè. Chúng ta cũng có cuộc hẹn 8 phút đi được không? Cái gì? Tiểu Hoàng, con có thấy dạo này bà hơi lú lẫn không? Con coi, Toàn nói chuyện chú không hiểu. Sao lại không hiểu? Dì Trương, chú Trần, con muốn bàn với chú dì một chuyện. Công ty chúng con vừa nhận vài cái hôn lễ vàng. Con thấy có một chi tiết rất thú vị. Đó là hai vợ chồng viết thư cho nhau, nhưng mà chưa gửi cho nhau ngay. Đến lúc làm lễ, hai người sẽ đọc thư trước mặt mọi người. Cảnh tượng này sẽ rất lãng mạn và cảm động. Con đề nghị chú dì cũng viết một bức thư. Chú dì phải viết cái gì? Viết những lời chú ngại nói ra, những lời giấu trong lòng. Nhưng cuối cùng cũng phải đọc ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người mà. Đúng vậy, không được, không được. Chú, không được, không được. Mắc cỡ lắm, nhìn ổng kìa. Không sao, ổng không biết lãng mạn gì hết, không được. Nếu bây giờ mà ổng còn trẻ lại mấy chục tuổi thì chắc chắn ổng không kiếm được vợ. Còn thấy có đúng không, Tiểu Tiên? Cô đã có thai 3 tuần. Đây là lần đầu tiên cô đi khám hả? Cô quá bất cẩn. Trong 3 tuần này cô có uống thuốc không?
uống rượu không? Nếu có thì cô phải đi xét nghiệm. Bây giờ cô đi siêu âm trước đi. Nhiệt độ của bệnh nhân phòng 35 rất cao. Nhiệt độ của bệnh nhân phòng 36. Chú ý huyết áp và triệu chứng viêm nhiễm của anh ta. Cô dì ơi, làm phiền cô nhường đường. Cảm ơn cô, cảm ơn. Khoa phụ sản. Cô ra ngoài ngồi chờ một chút. Tôi không phải tới khám bệnh. Tôi là bạn của cô gái lúc nãy. Cô gái vừa mới ra ngoài, tóc dài và mặc áo sọc ngang. Có chuyện gì? Cô là bạn của cổ hả? Cô khuyên cổ đi. Nếu có thể thì hãy giữ đứa bé. Dù sao làm phẫu thuật phá thai thì cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ. Quầy tính tiền. Tôi thấy bình thường tâm trạng của bạn cô không được ổn định. Có lẽ cổ còn chưa suy nghĩ kỹ. Đừng để sau khi làm phẫu thuật lại thay đổi ý kiến. Lúc đó lại hối hận. Giai kỳ. Thôi được rồi, anh đã chỉnh sửa nửa buổi rồi đó. Cũng là PowerPoint thôi. Anh đưa máy tính cho dì coi là được rồi. Cô biết cái gì, coi như vậy thì mệt lắm. Dùng cái này thì dì Trương có thể nằm trên giường để nhìn rõ, đúng không dì? Cậu ấy thật chu đáo, dì lú lẫn quá. Cậu ấy tên gì vậy? Không sao đâu, con tên là Dương Nhất Dương. Dì kêu là Tiểu Dương thôi, không cần kêu cả tên. Bình thường tụi con huýt sáo một cái là anh tới liền. Trước mặt dì Trương cô nói chuyện đàng hoàng đi. Sao? Tôi và dì Trương là bạn dông niên của nhau, đúng không dì? Tôi thích nói gì thì cứ nói, ai cần anh lo. Người bạn này rất tốt, sẽ không giành bạn trai của cô. Dì nhìn các con nãy giờ, hai đứa rất có tướng phu thê. Hả? Dì Trương, nếu dì chê con xấu thì dì cứ nói thẳng. Dì đừng gán ghép con với ảnh mà.
Vì không phải nói ngoại hình, vì đang nói tới cảm giác. Cảm giác cũng không được. Vì Trương nói chúng ta có tướng phu thê ly hôn đó. Xong rồi, hai đứa. Vì Trương xong rồi, vì coi đi. Bắt đầu phân bổ khu vực ở lễ đường dự kiến. Dì Trương, đây là bản thiết kế đồ họa của tụi con. Hình ảnh thực tế sẽ đẹp hơn hình trong máy tính. Đây là thiệp mời. Đẹp quá. Dì nhất định phải xem cái này. Cổng chào quan Ngọc Lan này là do chú Trần kêu tụi con phải làm cho dì. Dì thích không? Thích. Đẹp quá. Dì coi, bên dưới cổng hoa chính là khu vực đón khách. Chú Trần cũng đã dặn tụi con để như vậy. Đúng là rất đẹp. Cái ông già này chưa từng thể hiện lãng mạn một lần nào. Lần này thì ổng biết rồi. Xin chào các khách mời nam và khách mời nữ. Chào mừng mọi người đã tham gia cuộc hẹn 8 phút. Đầu tiên tôi xin được giới thiệu về bản thân. Tôi tên Cừu Dĩ, là phó tổng giám đốc của Nhân Duyên Thế Kỷ. Tôi rất vinh hạnh làm người phụ trách của cuộc hẹn 8 phút. Trong nghiên cứu của tâm lý học, khi hai người lạ gặp nhau trong 30 giây, trong não của họ đã có ấn tượng ban đầu về đối phương. Còn 8 phút chính là khoảng thời gian tốt nhất để hai người tiếp xúc với nhau. Cho nên hy vọng mọi người sẽ tìm được duyên phận của mình tại đây. Cuối cùng tôi xin thay mặt công ty chúc mọi người mọi việc được thuận lợi. Cảm ơn. Mời mọi người vào chỗ ngồi. Cuộc hẹn 8 phút chính thức bắt đầu. 8 phút. Nếu là bình thường, 8 phút có thể làm được cái gì? Có thể gọi một cú điện thoại không quan trọng. Có thể đọc một bài báo lá cải. Nướng một miếng pizza đông lạnh. Đi dưới mưa trong 8 phút cũng chưa chắc bị cảm lạnh. Nhưng đứng dưới trời nắng trong 8 phút thì rất dễ bị ngất xỉu. 8 phút không làm được nhiều việc. Với năng lực của tôi thì trong 8 phút tôi không thể viết một email hoàn chỉnh, không kịp hiểu quan hệ của nhân vật trong một bộ phim, kể một câu chuyện cho người khác nghe trong 8 phút, chắc chắn sẽ vô tình kể thiếu những tình tiết đặc sắc của nó. 8 phút không đủ để tôi nấu cơm, không đủ để trang điểm, huống hồ là để giới thiệu bản thân với người khác. Phút dài quá. Tôi không muốn tham gia. Tại vì công ty chúng tôi tổ chức tiệc tất niên, tôi lên biểu diễn, tôi nhảy điệu Gangnam Style. Ai ngờ nhảy xong thì nổi tiếng khắp công ty. Mọi người kêu tôi là thím chim. Sau đó mọi người mới chú ý tới chuyện tình cảm của tôi. Họ khuyên tôi tới nên tôi mới tới. Cô là 8X hay 7X? Chắc chắn không phải là 6X. Cô khoảng bao nhiêu tuổi? Tôi nghĩ hai người yêu nhau thì chuyện tuổi tác không quan trọng. Chiều cao không phải là khoảng cách, cân nặng không phải là áp lực. Về yêu cầu đối với đàn trai, tôi chỉ muốn ảnh là người thành thật, không mèo mả. Ảnh muốn cái gì tôi cũng có thể cho. Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là vì tôi lớn tuổi. Tôi muốn tìm một người cha tốt cho con tôi. Anh đừng hiểu lầm, tôi chưa có con. Ý tôi là tôi muốn có. Một mình tôi không thể sinh con được.
Da của cô rất đẹp. Cô có trang điểm không? Tôi chỉ đánh BB cream. Của hãng nào? Lancôme, sao vậy? Sản phẩm của hãng đó rất tốt. Thật không? Tôi thấy cũng khá được. Tôi cũng xài hãng đó. Anh cũng xài à? Đúng. Xin lỗi. Anh tìm được người thích hợp chưa? Tôi thấy duyên phận không phải cứ gặp nhau nói chuyện là tìm được người thích hợp. Cái này hả? Mẹ tôi tặng cho tôi. Cô thấy đó, mấy ngón khác đeo nhẫn không vừa, nên tôi đành phải đeo ngón này. Tôi chưa kết hôn. Tôi chưa kết hôn. Cô bao nhiêu tuổi? Tôi sinh năm 94. Cô làm việc ở công ty ACG à? Phải. Tôi rất thân với công ty các cô. Hình như số xe đợt này của công ty cô đều là hàng nhập khẩu, đúng không? Đúng vậy, nhìn nó hơi cũ. Tôi cảm thấy dòng xe mới ra đó có chất lượng rất tốt, mà giá cũng vừa phải. Cô yên tâm, chúng tôi đều là người thông minh. Nếu như hợp đồng thành công thì tôi nhất định không bạc đãi cô đâu. Tôi rất muốn làm quen với anh ta. Cô thân với anh ta không? Tôi không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn làm bạn với anh ta mà thôi. Nếu cô không rõ thì có thể hỏi thăm tin tức giùm tôi. Nếu là hợp đồng lớn thì hoa hồng là 5%. Cô yên tâm, tôi chuyên cung cấp thiết bị vận chuyển cơ giới loại lớn. Anh giới thiệu bản thân trước đi. Tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi không có cảm giác với cô, cho nên tôi không cần phải giới thiệu bản thân. Không sao, tôi cũng không để ý anh. Chúng ta ngồi chơi đi. Được. Đã hết 8 phút. Xin mọi người thay đổi vị trí. Tám phút tiếp theo chính thức bắt đầu. Làm gì đó? Đang làm việc. Cô dám nói vậy hả? Tôi đã quan sát cô nửa buổi rồi. Cô vẫn luôn nhìn các khách mời nam. Chắc chắn là cô đang nghĩ chọn ai đây. Sau đó cô về công ty lợi dụng chức quyền để hẹn người đó đi chơi. Tôi không phải là người gian xảo giống như anh. Tôi hỏi anh một chuyện nha. Tôi có thể trả lời trực tiếp không? Không. Tôi chưa hỏi mà. Cô thấy bầu không khí ở đó rất tốt, cho nên cô cảm động. Cô tự kiểm điểm bản thân và nói, con người của mình quá bạo lực, sẽ không ai chịu lấy mình phải làm sao? Cô muốn giả kết hôn với tôi để gạt ba mẹ cô đúng không? Tôi muốn ba mẹ tôi sống lâu trăm tuổi. Cô muốn hỏi cái gì? Phùng Giai Kỳ có thai. Tôi thấy cô ta muốn phẫu thuật phá thai ở bệnh viện. Có lẽ Lục Nhiên chưa biết. Là trai hay gái? Chuyện đó quan trọng sao? Tôi thích con gái. Có phải của anh đâu, cũng đâu phải của cô. Tôi nghĩ có lẽ là vì tôi chưa thể tha thứ cho họ. Chuyện này là cô nghĩ hay là bọn họ nói với cô? Nếu bọn họ nói mà cô tin thì cô quá ngốc. Lúc bọn họ quen nhau có nói với cô, anh đang quen bạn thân của em, tụi anh đang yêu nhau. Anh xin lỗi, hy vọng em tha thứ cho anh không? Tại sao bây giờ sinh con lại muốn cô tha thứ? Hơn nữa, nếu cô tha thứ bọn họ mới sinh con như vậy thì cô tha thứ đi. Nói thì dễ lắm. Vì chuyện này rất đơn giản, bọn họ có hối hận hay không không liên quan tới cô. Chỉ cần cô không hối hận là được. Cô coi tiếp có ai được không thì chợp lấy ngay. Đơn đồng ý phẫu thuật phá thai. Nếu cô quyết định không cần đứa bé này thì cô điền vào đơn. Sau đó chúng tôi làm xét nghiệm tiền phẫu thuật và lên lịch phẫu thuật. Tôi xin nhắc nhở cô,
Cô phải suy nghĩ thật kỹ, phải cẩn thận khi đưa ra quyết định. Cô nhấn chỗ này nha. Phòng lấy máu. Khoa nào? Phụ sản. Tôi thấy cô còn chưa lộ bụng, chắc chỉ mới mấy tuần thôi hả? Tôi đã được 3 tháng rồi. Không biết dạo này bị cái gì mà cứ ói hoài. Ông xã tôi cứ bắt tôi đi khám. Bây giờ cô đã ốm ngán chưa? Tôi nghe nói ngán nhiều hay ít là tùy thuộc vào cơ địa. Bây giờ tôi ói tới trời đất đảo điên luôn. Cô nhấn vào chỗ này đi. Được rồi, nhấn vào người tiếp theo. Phùng Giai Kỳ. Phòng lấy máu, khoa xét nghiệm. Tiểu Tiên, chúng ta gặp nhau đi. Cậu chọn thời gian và địa điểm. CC, hôm nay có bao nhiêu cặp? Thành công. 3 cặp. Anh thắng rồi. Cô cũng thắng mà. Không hề. Lúc anh nói câu ai thắng thì bao ăn là chúng tôi rút lui hết rồi. Anh nhất định phải bao mọi người. Tại sao? Bởi vì anh không rút lui. Đúng. Chỉ có 3 cặp thôi à? Đúng vậy. Tôi đã đếm rất kỹ rồi. Chỉ có 3 cặp thật lòng với nhau. Những người còn lại đều số 16 của nhóm A rất tốt. Số 22 và số 28 của nhóm B cũng được. Tôi cũng muốn lạc với số 19 của nhóm C. Được rồi, lát nữa ăn cái gì? Đúng rồi, ăn cái gì? Đúng là một cặp vui. Quảng Đông Tử kêu thêm bia và đồ ăn cho mọi người đi. Cô muốn kêu thêm một chai bia thì được. Đừng kêu thêm đồ ăn coi chừng lãng phí đó. Tôi là người thắng mà phải bao ăn là thấy bất công rồi. Là anh nói ai thắng thì bao ăn mà. Đúng rồi, có chơi thì có chịu đi. Các người. Thôi được rồi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Chúc chúng ta đã bước vào thời đại tình yêu mới. Thời đại tình yêu mới là sao? Tức là dùng thời gian 8 phút để biến hai người từ giai đoạn xa lạ tới giai đoạn bàn xem ai là người trả góp tiền nhà đầu tiên. Đúng vậy, mong rằng nó sẽ nhanh và ổn định. Được, cạn ly nào, cạn ly, cạn ly. CC, không phải bình thường cô cũng thích nhanh và ổn định sao? Nếu vậy, trong sự kiện này lúc nãy cô có tìm thấy... Mọi người biết rõ kiểu người mà tôi thích mà. Chỉ cần tôi để ý tới ai thì không có chuyện cá bị lọt lưới, đúng không? Xin hỏi hai cô muốn dùng gì? Hai ly rượu mạnh nhất ở đây. Cô uống vodka được chứ? Vodka chính gốc. Xin cô chờ một chút. Cậu hẹn mình tới đây chỉ để uống rượu thôi à? Uống đi. Uống rượu vào thì dễ nói chuyện hơn.
cậu đang bắt cóc đạo đức. Bạn muốn chia sẻ chuyện thú vị gì với mọi người? Phong cách thất tình. Có lẽ chúng ta nên tuyệt vọng triệt để một lần mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.发现我们终将一无所有前途。